Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh bằng tấm lòng của mình cùng hưởng ứng đợt vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc sớm khắc phục hậu quả bị thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra. Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, sau 2 ngày kêu gọi đã tiếp nhận 500 phần quà trị giá 225 triệu đồng và 75 triệu đồng tiền mặt ủng hộ đồng bào bị bão lục. Ngay sau lời kêu gọi tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện và các đại biểu tham dự buổi lễ đã trực tiếp quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Được biết, thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 30 tháng 10. Có hai hình thức là chuyển khoản và ủng hộ trực tiếp.